Hơn 200 năm trước, có một nhà khoa học điên loạn đã nối 8 xác chết với nhau, hồi sinh ra một người nhân tạo bất tử tên là Adam. Không lâu sau, nhà khoa học qua đời, Adam cõng xác chết của ông vào nghĩa trang chuẩn bị mai táng. Đột nhiên có vài người áo đen xuất hiện sau lưng, khuôn mặt của bọn chúng bắt đầu bốc cháy, lộ ra khuôn mặt của ác quỷ. Ác quỷ muốn bắt Adam để đi tìm kiếm bí mật hồi sinh người chết trên cơ thể anh. Một cú đánh của chúng đã khiến Adam bay mất. Anh bị đánh đến nỗi không còn sức đánh trả. Giây phút nguy cấp, anh rút cây thánh giá trên mặt đất, cắm lên ngực của tên ác quỷ. Trong nháy mắt, lửa bắn tung tóe, linh hồn của tên ác quỷ đã tiêu tan. Lúc này họ vẫn chưa biết trận chiến đã đánh thức tượng đá bảo vệ. Một tên ác quỷ khác tấn công khiến Adam ngất đi. Ngay lúc này ác quỷ định đưa anh đi, tượng đá bay xuống giết chết ác quỷ. Sau đó biến thành người, tượng đá bảo vệ thuộc tộc Gregory chuyên chống lại ác quỷ bảo vệ con người. Người đàn ông phát hiện một quyển sổ, trong đó ghi chép dữ liệu thí nghiệm tạo ra Adam của nhà khoa học. Lúc Adam tỉnh lại phát hiện mình đã bị giam giữ, đang muốn thoát khỏi thì một con dao đã kề ngay cổ anh. Chiến sĩ tộc Gregory nghĩ Adam là quái vật, muốn giết anh nhưng bị nữ hoàng ngăn lại. Nữ hoàng bảo tộc quỷ sẽ không từ bỏ việc truy bắt anh, khuyên anh ở lại lâu dài của tộc Gregory. Bọn họ có thể bảo vệ anh, nhưng Adam đã từ chối. Trước lúc đi, nữ hoàng nói với anh, vũ khí bình thường không thể tiêu diệt ác quỷ. Bảo anh đến kho vũ khí của tộc Gregory chọn một loại binh khí. Nơi đây trưng bày vô số vũ khí, Adam ưng ý một cặp gậy sắt. Họ nói cặp vũ khí này quá nặng, khuyên anh đổi sang cái khác, nhưng Adam rất hài lòng với nó. Cuối cùng anh mang theo cặp gậy sắt rời đi, muốn tìm một nơi không ai tìm được, bắt đầu ẩn cư. Nhưng cho dù anh đi đến chân trời góc bể, ác quỷ vẫn luôn tìm được anh. Adam chịu không nổi, quyết định đánh trả. Anh bắt đầu đi săn ác quỷ. Chớp mắt cái hơn 200 năm trôi qua, Adam không hề già yếu, anh vẫn luôn đi săn ác quỷ. Trong một quán bar ở London, anh lại phát hiện ra dấu vết của ác quỷ. Ác quỷ quay người bỏ trốn, anh đuổi theo đến một con hẻm nhỏ, dễ dàng chế ngự được ác quỷ. Đang định cho tên đó ăn đòn cuối cùng, một người cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Anh ta rút súng ra bảo Adam đứng im. Ác quỷ tìm được cơ hội thoát khỏi sự giam cầm, bẻ gãy cổ cảnh sát trong nháy mắt. Lúc Adam đuổi theo, ác quỷ đã biến mất. Anh buồn phiền không thôi. Lúc này sau lưng anh đột nhiên có một bộ móng sắc thò ra, là tộc Gargoyle. Anh lại bị bắt về lâu đài của tộc Gargoyle. Họ cho rằng người cảnh sát đã chết vì anh, trói tay chân anh lại giam giữ trong căn phòng. Ở một diễn biến khác, trong một phòng thí nghiệm bí mật đang tiến hành một cuộc thí nghiệm bất chính, bọn ác quỷ che giấu thân phận của mình thuê hai nhà khoa học loài người muốn tìm bằng được bí mật hồi sinh người chết. Nhưng cuộc thí nghiệm vẫn chưa có tiến triển vượt bậc. Ông chủ của phòng thí nghiệm này chính là chúa tể quỷ vẫn luôn ẩn nấp. Tên ác quỷ lúc trước chạy thoát được đã đến gặp ông, báo cáo lại chuyện Adam bị tộc Gargoyle giam giữ cho ông biết. Biết được tin này, chúa tể quỷ lập tức cử đội quân đi, chuẩn bị bắt sống Adam, đại chiến bùng nổ. Đội quân ác quỷ bắt đầu vây đánh lâu đài tộc Gargoyle muốn bắt Adam đi. Nữ hoàng ra lệnh tất cả bắt đầu hành động tiêu diệt hết bọn ác quỷ. Các chiến sĩ tộc Gargoyle chiến đấu anh dũng đẫm máu, nhưng số lượng ác quỷ quá nhiều hoàn toàn không ngăn chặn nổi. Ác quỷ nhanh chóng xông vào lâu đài tìm được nơi Adam bị giam giữ. Thấy ác quỷ sắp phá được cửa vào, Adam còn bị trói trên ghế. Trong giây phút nguy hiểm, người bảo vệ chặt đứt dây xích. Adam phóng qua như tên bắn, dùng ván cửa làm khiên đỡ, đẩy tất cả ra mở một con đường. Tất cả mọi người đều không biết trận chiến lần này bọn ác quỷ đã chơi trò dương đông kích tây. Mục tiêu thực sự của chúng chính là nữ hoàng, mà lúc này tất cả người bảo vệ bên cạnh nữ hoàng đều đã được phái đi. Tộc Gargoyle ở bên ngoài cảm thấy vô lý, vội vã rút về lâu đài. Nhưng đã quá trễ, ác quỷ nhân lúc sơ hở đã bắt nữ hoàng đi. Nếu tộc Gargoyle muốn cứu được nữ hoàng thì phải giao Adam ra. Sau khi biết được sự thật, Adam phẫn nộ mang theo vũ khí chuẩn bị đi cứu nữ hoàng. Cùng lúc đó, để cứu nữ hoàng, thủ lĩnh đã làm trái lệnh cấm. Hắn mở cửa tầng hầm lấy ra quyển sổ ghi chép tất cả hành trình hồi sinh của Adam. Thủ lĩnh bay đến khu nhà của ác quỷ. Ác quỷ thấy anh ta không dẫn theo Adam, lập tức đâm vào cổ nữ hoàng. Thủ lĩnh lấy quyển sổ ra, nữ hoàng muốn ngăn lại nhưng thủ lĩnh đã đặt nó xuống. Ác quỷ đẩy nữ hoàng qua, đặt quyển sổ lên. Thủ lĩnh nhanh chóng ôm lấy nữ hoàng, dang rộng đôi cánh bay đi. Adam bất ngờ lao ra muốn cướp quyển sổ nhưng bị vài tên ác quỷ cản đường. Ác quỷ cầm quyển sổ chạy mất. Adam đuổi theo bọn chúng, chạy đến một khu căn cứ dưới lòng đất. Ác quỷ đã vào trong thang máy nhưng anh bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh hoàng. Ác quỷ đã thu gom hàng ngàn hàng vạn xác chết loài người, chuẩn bị hồi sinh thành một đội quân người chết. Adam tiếp tục tìm kiếm. Lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm, anh phát hiện nữ tiến sĩ đang cầm quyển sổ đó trong tay. Adam nhảy vọt xuống, từ từ đến gần. Nữ tiến sĩ bị dọa sợ, run rẩy ra quyển sổ cho anh. Cánh cửa bất ngờ mở ra, một đám ác quỷ bao vây Adam. Chúa tể quỷ cũng xuất hiện. Ông khuyên Adam nên cùng gia nhập nhưng Adam có sự lựa chọn của riêng mình. Buổi tối, nữ tiến sĩ tan làm về nhà cứ cảm thấy có người theo đuôi. Đột nhiên có người xuất hiện trong bóng tối bịt miệng cô lại, là Adam. Anh bảo với nữ tiến sĩ đi với anh, còn nói cho nữ tiến sĩ biết cô đang làm việc cho ác quỷ. Nhưng nữ tiến sĩ hoàn toàn không tin. Lúc này ác quỷ tìm được họ, tên ác quỷ này rất mạnh. Một trận chiến ác liệt diễn ra, Adam bị thương nằm gục trên mặt đất. Ác quỷ lấy được quyển sổ trên người anh, nói anh không còn giá trị lợi dụng nữa. Đang chuẩn bị ra tay thì nữ tiến sĩ ngăn tên ác quỷ lại. Adam nhân lúc họ nói chuyện lén giấu dao găm trong tay. Nhân lúc ác quỷ không phòng bị, một nhát giết chết, ác quỷ hóa thành ngọn lửa. Giây phút cuối cùng nữ tiến sĩ đã giành lại quyển sổ.
Ban đêm, nữ tiến sĩ giúp Adam may lại vết thương. Nhìn những vết sáp nối trên người Adam, nữ tiến sĩ hết sức kinh ngạc, còn Adam cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm từ người lạ. Sau đó, nhờ cuốn sổ, nữ tiến sĩ đã biết được bí mật của việc hồi sinh người chết, đồng thời cũng biết được âm mưu của ác quỷ. Cô gọi điện cho đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, bảo ông ấy nhanh chóng bỏ trốn. Hai người hẹn gặp mặt ở ga xe lửa, nhưng lúc nữ tiến sĩ đến, người đồng nghiệp đã bị bọn ác quỷ phục kích ở đây bắt lại. Ở diễn biến khác, Adam đến lâu đài tộc Gargoyle cầu xin sự giúp đỡ. Nữ hoàng bảo anh dẫn nữ tiến sĩ đến, nói rằng tộc Gargoyle sẽ bảo vệ họ. Nhưng Adam vừa rời khỏi, nữ hoàng liền ra lệnh một khi lấy được quyển sổ lập tức giết Adam. Adam lấy lại quyển sổ, đang chuẩn bị đi thì một sức mạnh kỳ lạ thình lình ập đến. Adam bị đánh bay thẳng ra ngoài, suýt nữa rơi khỏi tòa nhà. Lúc này cuối cùng anh cũng đã nhìn rõ, kẻ muốn giết anh không phải ác quỷ mà là thủ lĩnh của tộc Gargoyle. Adam ra sức trèo lên nhưng lại bị thủ lĩnh đẩy xuống. Thủ lĩnh giơ búa, Adam nhanh tay lẹ mắt bắt được cái búa. Hai người cùng rơi xuống đất. Adam không nhúc nhích được, thủ lĩnh nhe răng nanh. Đột nhiên anh ta phát hiện có vấn đề, lưỡi búa đã đâm vào người mình. Hãy nhớ, tôi không có linh hồn. Lúc này nữ tiến sĩ đã bị ác quỷ bắt đi. Cô nói với chúa tể quỷ tuyệt đối sẽ không giúp chúng hoàn thành thí nghiệm hồi sinh tàn ác này. Chúa tể quỷ giơ tay giết chết đồng nghiệp của cô. Bất đắc dĩ cô đành phải sử dụng kỹ thuật hồi sinh cho đồng nghiệp mình. Dưới sự quan sát của chúa tể quỷ, nữ tiến sĩ cắm ống dẫn vào cơ thể đồng nghiệp, thí nghiệm bắt đầu. Nhưng cô không biết rằng ở tầm hầm lúc này còn có một phòng thí nghiệm khác bắt chước thao tác của cô, bắt đầu hồi sinh cùng lúc, mà ở đây là hồi sinh một quân đội hàng ngàn hàng vạn xác chết. Adam đốt quyển sổ đi rồi đến lâu đài của tộc Gargoyle. Tộc Gargoyle phát hiện ra anh quay người bỏ chạy. Nữ hoàng lãnh đạo vô số người tộc Gargoyle đuổi theo anh. Adam chạy như điên, một đấm hạ gục tượng đá đánh lén, đứng dậy rồi vội vã chạy tiếp, nhưng vẫn quá chậm, tượng đá đã bắt được anh. Trên không trung, Adam cho hắn ăn thêm một đấm, sau đó nhân cơ hội nhảy xuống, đáp đất êm đẹp. Đột nhiên xung quanh có vô số người áo đen xuất hiện, chúng đều là ác quỷ. Hóa ra nơi này là hang ổ của ác quỷ. Adam cố ý dụ tộc Gargoyle đến đây để giữ chân bọn ác quỷ, chỉ có như vậy anh mới có thể bứt ra để đi cứu nữ tiến sĩ. Trong phòng thí nghiệm, Adam lần nữa chạm trán chúa tể quỷ. Hai người bắt đầu trận chiến cuối cùng. Chúa tể quỷ lập tức hiện ra hình dạng thực sự. Adam lao qua chém vài nhát lên người chúa tể quỷ nhưng không hề hấn gì. Còn chúa tể quỷ chỉ với một chiêu đã hạ gục anh ta. Chúa tể bắt lấy nữ tiến sĩ ném vào dòng điện dữ dội kia. Giây phút quyết định, Adam đã dùng cơ thể của mình che chắn cho nữ tiến sĩ. Nữ tiến sĩ ngất đi, anh cũng kiệt sức rã rời, bị chúa tể quỷ bắt trong tay. Chúa tể quỷ không biết rằng lúc này nữ hoàng đã phát hiện ra những xác chết sắp được hồi sinh. Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, chúa tể quỷ vẽ pháp trận triệu hồi trên trán của Adam. Câu thần chú vang lên, vô số linh hồn ác quỷ từ lòng đất bay lên nhập vào từng vật thể thí nghiệm. Tượng đá bắt đầu phá hủy mọi thiết bị, nhưng số lượng quá nhiều chúng hoàn toàn không phá hủy kịp. Adam cũng bị nhập vào, anh không ngừng run rẩy. Ngọn lửa tràn vào đôi mắt của anh, cơ thể anh đã bị ác quỷ chiếm giữ. Ánh lửa biến mất, chúa tể quỷ đắc ý nhìn cái xác trước mặt mình. Không ngờ Adam ngẩng đầu lên, lòng mất pháp trận, hóa ra anh đã có linh hồn. Mà cơ thể có linh hồn không thể bị ác quỷ chiếm giữ. Anh nhặt mảnh vỡ thánh giá lên cho chúa tể quỷ một giáo cuối cùng. Bốn vết thương liên kết với nhau tạo thành một trận pháp thần thánh, chúa tể quỷ tan biến. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hội tụ trên không trung, sau đó chiếu xuống đất phá hủy cả tòa nhà, khiến cho phòng thí nghiệm khổng lồ dưới lòng đất cũng bị phá hủy theo. Adam và nữ tiến sĩ cùng rơi xuống dưới, cho bụi bay khắp nơi. Khu nhà sang trọng ban đầu đã biến thành một cái hố sâu. Các tượng đá bay lên, đột nhiên một chùm sáng xuất hiện, là nữ hoàng tộc Gargoyle. Bà đã cứu Adam và nữ tiến sĩ. Adam hỏi nữ hoàng vì sao phải cứu anh. Nữ hoàng nói, bởi vì cuối cùng người đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. Adam của trước đây chỉ là một người nhân tạo sống trong bóng tối, ngoài bản thân ra anh không quan tâm gì cả, cho đến sau này gặp được người mình muốn bảo vệ, nhờ vậy anh mới có được một linh hồn. Từ nay về sau anh không còn là quái vật nữa, anh là chiến binh Frankenstein bảo vệ chính nghĩa.